Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 khép lại với những dấu ấn khó quên, một năm đầy biến động thách thức do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng đánh dấu sự nỗ lực cố gắng đổi thay, vươn lên về thế và lực mới của thị xã Đông Triều. Những chỉ tiêu đạt và vượt trên tất cả các lĩnh vực là minh chứng thể hiện tâm huyết, quyết tâm lớn, nỗ lực lớn của Đảng bộ chính quyền nhân dân Đông Triều trong quá trình xây dựng, thành lập thành phố nơi cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong bối cảnh những tháng đầu năm dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng rất nhanh sau dịp Tết Nguyên đán. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tập trung cao nhất công tác lãnh đạo chỉ đạo với sự quyết liệt đồng bộ, linh hoạt sáng tạo, sự đoàn kết nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt kết quả nổi bật. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thị xã tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả, chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong, vừa giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thị xã. Tổ chức tiêm chủng cho các lứa tuổi, đảm bảo tuyệt đối an toàn có hiệu quả. Thị xã Đông Triều là địa phương trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh có tỷ lệ bao phủ vaccine đạt trên 99%. Xác định nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt là xây dựng đảng. Vấn đề được Đảng bộ thị xã Đông Triều quan tâm triển khai ngay từ đầu năm 2022 là tăng cường đoàn kết, thực hành dân chủ trong đảng và trong xã hội, tạo thành khối thống nhất trong toàn đảng bộ, cùng hướng về mục tiêu chung, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, công tác tuyên truyền vận động có nhiều đổi mới, hiệu quả, hướng về cơ sở. Ban hành nhiều chủ trương quan trọng kịp thời sửa đổi các quy chế, quy định, đáp ứng yêu cầu mới. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hiệu quả được nâng cao, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất. Đảng bộ thị xã đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đến nay, toàn thị xã đang tiếp tục duy trì triển khai 175 mô hình dân vận khéo. Năm 2022, Đông Triều đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ, kiến thức quản lý được tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Điểm nhấn là lãnh đạo chỉ đạo thành công cuộc bầu cử trưởng thôn khu phố và đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn khu phố đạt 99,76%, có 152 trên tổng số 162 thôn khu phố đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, không có thôn khu phố tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Đã bầu đủ số lượng 162 trưởng thôn khu phố, đảm bảo chất lượng, đều là đảng viên, có năng lực, uy tín, kinh nghiệm công tác và được nhân dân tín nhiệm. Về kinh tế, Thị ủy Đông Triều đã xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Đảng bộ chính quyền thị xã đã tập trung triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2040. Trọng tâm là tạo khung pháp lý để thành lập thành phố Đông Triều vào năm 2023, triển khai quy hoạch đối với cụm công nghiệp Tràng An, khu công nghiệp Đông Triều 1, lập quy hoạch cụm công nghiệp Yên Thọ, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Bến Thủy Nội địa Đông Triều, khu công nghiệp Đông Triều 2 để chính thức khởi công từ năm 2023, triển khai đầu tư quảng trường trung tâm thị xã. Xác định kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại là điều kiện đầu tiên cho động lực phát triển kinh tế xã hội, nên trong thời gian vừa qua, thị xã tập trung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với chủ đầu tư triển khai đầu tư tuyến đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Cùng với đó, định hướng tăng cường liên kết liên vùng với các địa phương bạn đã được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai và đồng bộ hệ thống kết nối giao thông nội vùng gắn kết các khu vực phía Nam và phía Bắc thị xã sẽ tạo động lực lớn cho phát triển đô thị, kinh tế xã hội của địa phương.
kinh tế thị xã phục hồi nhanh rõ nét, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 thực hiện thành công mục tiêu kép với đà tăng trưởng GDP hơn 2 con số, ước đạt 13,7%, trong đó công nghiệp xây dựng 63,2%, dịch vụ thương mại 30,4%, nông lâm ngư nghiệp 6,4%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 6.815 USD, tăng 13% so với năm 2021. Thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách thực hiện ước đạt trên 1.990,7 tỷ đồng, bằng 106% dự toán tỉnh giao và bằng 100% dự toán thị xã sau điều chỉnh. Trong đó, thu thuế phí tăng 14% so với dự toán tỉnh giao, thu tiền sử dụng đất đáp ứng được khả năng cân đối nguồn vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công mới năm 2022. Về đông chiều hôm nay, vóc dáng của một thành phố trẻ đang hiện hữu, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị ngày càng thu hẹp bởi đông chiều đã và đang là điển hình trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, toàn thị xã có 79 trên 79 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 9 trên 11 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn được đổi mới, nhiều tuyến đường mẫu, nhà văn hóa, cây xanh, cảnh quan được chỉnh trang sạch đẹp, có thêm nhiều mô hình vườn mẫu, hộ mẫu được các sở ngành đánh giá cao. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt kết quả cao, 3 năm liên tiếp dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, lần đầu tiên xếp thứ nhất toàn tỉnh về chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân và xếp thứ hai về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương. Công tác quản lý nhà nước về mọi mặt được tăng cường, chuyển biến rõ rệt, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao. Cùng với phát triển kinh tế, tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển và tăng cường quản lý đô thị, đồng chiều đặc biệt quan tâm đến phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thu hút được sự quan tâm đông đảo của quần chúng nhân dân, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh. Trong đó, trọng tâm là tổ chức thành công các hoạt động. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thị xã Đông Triều năm 2022, hưởng ứng SEA Games 31 năm 2021 với trên 1.200 người tham gia. Giải bơi vượt sông truyền thống thị xã Đông Triều lần thứ 28 gắn với đăng cai tổ chức hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 44, đại hội thể dục thể thao thị xã Đông Triều lần thứ 9 năm 2022, giải đua xe đạp đường trường mở rộng hành trình về miền di sản, tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch thị xã Đông Triều và ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa ba địa phương Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên. Đông Triều là đơn vị đăng cai hai môn cầu lông và cờ tướng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, đảm bảo. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác giải quyết đơn thư được chỉ đạo quyết liệt, một số vụ việc kéo dài được xử lý dứt điểm, chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra bị động bất ngờ. Đặc biệt, thị xã đã tổ chức điểm thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Việt Sơn và tại các xã phường trên địa bàn thị xã. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và tỉnh năm 2022. Năm 2022 đã qua đi với bao khó khăn và thử thách. Đông Triều, một thành phố tương lai đang vươn mình trong vận hội mới với thế và lực mới. Tận mắt chứng kiến một Đông Triều đang từng giờ từng ngày thay da đổi thịt trên tất cả các lĩnh vực mới thấy hết những nỗ lực tâm huyết lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đệ tứ chiến khu với khát vọng xây dựng thành phố Đông Triều phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Là một người dân của thị xã Đông Triều ấy, thì tôi rất là phấn khởi và tự hào về cái sự đổi mới của cái 52 của thị xã Đông Triều. Thì đây cũng là sự lãnh đạo coi như là quyết tâm của Đảng bộ thị xã Đông Triều và chính quyền thị xã Đông Triều và các cơ quan ban ngành của thị xã Đông Triều. Coi như như chúng ta đã thấy khắp đường làng ngõ xóm là được coi như là áp phan hóa, đường sạch sẽ, môi trường coi như là cũng sạch sẽ. Đấy, cây xanh được trồng rất là gọn gàng, coi như là ngăn nắp. Chúng tôi rất là phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Đông Triều và cũng như các cơ quan có thẩm quyền của thị xã Đông Triều. Đây là một sự đổi mới, là một cái vóc dáng để chuẩn bị coi như là chúng ta chuyển sang coi như là thành lập thành phố Đông Triều, thì rất là phấn khởi, là chúc cho năm 2023 của Đảng bộ thị xã Đông Triều coi như là
đoàn kết và thống nhất và xây dựng thị xã Đông Triều coi như là ngày càng coi như là giàu đẹp. Năm 2023 xác định những thuận lợi, thời cơ, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra của Đông Triều là hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất cao trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ 25, là năm có ý nghĩa mang tính chất bản lề rất quan trọng với việc hoàn thành các cái chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng cấp đề ra, và cũng là năm kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Thị xã đã có những đứng trước những thời cơ thuận lợi mới, đan xen những khó khăn, thách thức, nhất là việc bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu, biến động chính trị, an ninh thế giới đã tác động cực đoan đến tình hình kinh tế của cả nước, của tỉnh và cũng như của thị xã Đông Triều. Với tình hình đó, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã xác định chủ đề công tác năm 2023 là nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chất lượng đời sống nhân dân, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố Đông Triều với 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát huy dân chủ, khối đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Thứ hai, tập trung làm tốt công tác thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược ở những lĩnh vực trọng điểm để tạo công ăn việc làm mới cho người dân, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất là hoàn thiện, phê duyệt và công khai điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị xã Đông Triều, quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết ở một số khu vực có lợi thế để phục vụ cho công tác thu hút đầu tư. Hai là làm tốt công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp từ quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư đến thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai đầu tư, trong đó tập trung quan tâm vào công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, kết nối đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ba là dành quỹ đất, ưu tiên quỹ đất cho công tác thu đầu tư ở những lĩnh vực trọng điểm, tạo việc làm cho người dân. Ba là nâng cao chất lượng đời sống người dân gắn với việc hoàn thành mục tiêu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng ta cần tập trung vào các cái giải pháp hoàn thành chương trình giảm nghèo, đạt mục tiêu không còn hộ nghèo trên địa bàn thị xã, giảm nhanh hộ cận nghèo và các thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tiếp tục phát triển các cái sản phẩm OCOP trên địa bàn theo hướng nâng cao giá trị, làm tốt công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng tới phấn đấu tạo việc làm mới cho trên 2.500 lao động, quan tâm chỉ đạo đầu tư hoàn thiện các tiêu chí để xã Hồng Thái Tây và Tràng An Hương đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, nâng cao về chất các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu cho các cái xã còn lại, và chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu 100% các cái xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ tư, tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối vùng, hạ tầng đô thị, hướng tới hoàn thiện và thành lập thành phố Đông Triều trong năm 2023. Thứ năm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu chi ngân sách và đầu tư công, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã, tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, xác định, đẩy nhanh tiến độ triển khai giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai và các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu của những thiên tai, thường xuyên rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm để kịp thời đề xuất cơ quan thẩm quyền thu hồi, tạo nguồn lực đất đai mới cho các cái nhà đầu tư mới trên địa bàn. Sáu là giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh,
kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận ngay từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân, thường xuyên đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức liên tỉnh, liên tuyến, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tăng cường phòng chống cháy nổ, phấn đấu giảm tai nạn giao thông, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân. Trên đây là 6 nhiệm vụ trọng tâm của thị xã Đông Triều đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tôi tin tưởng rằng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân sẽ đoàn kết, quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh đạt kết quả cao nhất các mục tiêu xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội đề ra, quyết tâm xây dựng thành phố Đông Triều tương lai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xuân mới đã về trên vùng đất chiến khu anh hùng với bao niềm tin và hy vọng. Chào năm mới 2023, vẫn còn đó nhiều thách thức phải vượt qua, nhiều mục tiêu cần chinh phục. Bằng cả niềm tin, ý chí, trách nhiệm và hành động, Đông Triều nhất định hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đón nhận thành phố vào năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Và trong tương lai không xa, Đông Triều tự tin sẽ trở thành một trong những trung tâm văn hóa tâm linh, phát triển công nghệ chế biến chế tạo, sản xuất điện năng, vật liệu xây dựng và là khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Quảng Ninh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và quốc gia.